Thầy xin chào tất cả các em học sinh khối lớp 11. Các em thân mến, trong video này thầy sẽ hướng dẫn sử dụng máy tính cầm tay để tính đạo hàm của hàm số tại một điểm. Chúng ta xét ví dụ 1, cho hàm số y bằng x mũ 3 trừ 2x bình cộng 4x trừ 5. Tính đạo hàm của hàm số tại các điểm 1, trừ 2, 3, 0. Thì chúng ta làm như sau, chúng ta bấm Shift, bấm nút đạo hàm. Sau đó chúng ta nhập vào đây hàm fx. X mũ 3, ta di chuyển con trỏ xuống, trừ 2x bình phương, cộng 4x, trừ 5. Sau đó chúng ta nhập giá trị x0, chẳng hạn chúng ta tính đạo hàm tại điểm 1 thì chúng ta nhập x0 bằng 1, kết quả bằng 3. Như vậy, đạo hàm của hàm số tại điểm 1 bằng 3. Tiếp theo, chúng ta muốn tính đạo hàm của hàm số tại điểm trừ 2 thì chúng ta sẽ bấm x bằng trừ 2. Kết quả bằng 24. Như vậy, đạo hàm của hàm số tại điểm trừ 2 bằng 24. Tiếp theo, chúng ta tính đạo hàm của hàm số tại điểm 3. Bằng 19. Và đạo hàm của hàm số tại điểm 0 thì chúng ta thay giá trị 3 bằng giá trị 0. Kết quả bằng 4. Một cách hoàn toàn tương tự, thầy xin mời các em hãy dùng máy tính cầm tay để làm ví dụ 2. Tiếp theo chúng ta xét ví dụ 3, đạo hàm của hàm số y bằng x trừ 5 chia x cộng 2 tại điểm x0 bằng trừ 3 là 1/7 trừ 1/7, 7 trừ 7. Thế thì chúng ta làm bài này như sau, chúng ta sẽ bấm Shift đạo hàm. Ta nhập vào hàm x trừ 5 chia x cộng 2. Ta nhập giá trị x0 bằng trừ 3. Kết quả bằng 7. Như vậy, chúng ta chọn đáp án C.